Xin chào các bạn nhé, xin chào các bác nhé, đang chào tất cả các bạn, các bác đang theo dõi video. Hôm nay em vừa mới lại chạy về trên nhà một chút các bạn. Đợt này về liên tục các bác, thời gian rảnh rỗi quá nhiều. Hôm nay về đang mấy bố con đang ngồi gọi là buổi sáng ngắm uống trà ngắm chim một chút đấy các bác. Buổi sáng bố em cứ làm ấm trà ra ngoài đây ngồi là bố em cứ ngắm chim xung quanh đấy các bác này. Nói chung là em mới chuyển sang chơi chim cảnh đấy các bác, thì cũng mới bắt đầu cũng đang ghép sinh sản nuôi chim cảnh Avi các bác. Sau đó em về ghép sinh sản đấy các bác, thì thấy nó cũng thành công được một số, lần đầu tiên thành công là mới ghép được đôi chào màu thôi. Bây đang bố em thấy thế, bố em thích lắm nên là bố em đang muốn ghép sinh sản nhiều lắm. Năm nay em đang mua nhiều chim non lên đấy các bác, nuôi non lên em ghép, vì em sợ chim bổi mình không thuần được thì ghép nó khó đấy các bác. Em quay qua một số cái mẫu lồng các bác nhé, một số cái mẫu lồng ghép sinh sản mà đơn giản mà tiết kiệm cho anh em khỏi chi phí cao, rất đơn giản nên mua con lưới về quấn phát là xong. Đấy. Đây em quay từ sau các bác mình theo dõi luôn nhé. Đây, các bác này, một số các bác nào mà chưa theo dõi kênh của em ấy thì chưa rõ lắm, nhưng mà bác là một số bác mà theo dõi nhiều chắc là cũng thấy mô hình này của em là em quay cũng khá rồi. Đây một số mẫu lồng này các bác này. Đây, một số mẫu lồng này đang ghép sinh sản phải che kín nó lại các bác. Mấy con này nó hơi hoảng người các bác nhá. Nhưng mà em muốn tách trong cái lồng Avi to ra, nhưng mà em nghĩ là nó không sinh sản được đâu, vì nó đang sợ người, nó hoảng người đấy các bác này. Nó bay như thế này này. Đó, nó thấy người nó sợ lắm. Nên là chắc chắn là khó đấy các bác. Đấy. Đó. Mà em cứ ghép tách ra để em làm lại cái lồng Avi trong này các bác. Vì hôm trước em thả nhiều chim quá thì nó đang phá đấy các bác. Thả trong này nhiều chim mà nó phá hết cây cối rồi, trụi hết rồi. Trong này chả còn cái gì cả. Đấy, nên là em phải làm lại ở ngoài đây các bác này. Đấy, bắt đầu xanh tốt đấy các bác nhé. Các bác nhìn thế này. Cây cối bắt đầu đang mọc rồi. Bắt đầu nó có gọi là màu xanh tự nhiên một chút rồi. Cây cối cỏ rác đang trồng ở đây các bác. Đấy. Còn sau nếu mà xong thì em mở rộng cái lồng Avi này ra các bác. Đây này, một số mẫu lồng này này. Đấy. Đây các bác nhá, lồng Avi hình tròn. Rất tiết kiệm chi phí cho các bác luôn. Bác nào mà muốn làm Avi sinh sản thì đây. Đôi chào màu này các bác. Đôi chào màu này ghép các bác xem ở video trước ấy là có một lứa là 3 con các bác nhá. 3 trứng là nở 3 con luôn, rất là lấy luôn các bác. Rất là đậu luôn, chứ không hỏng trứng nào hết. Em tách con của nó ra rồi nhưng mà vẫn thấy nó gắp mồi ở trong cái mỏ đó các bạn. Nó gắp mồi cái mỏ đó thì nó nhìn con nó, em này để trong kia em nó phải che lại rồi, vì nó nghe tiếng con nó kêu trong kia nên là 4-5 hôm nay rồi mà nó vẫn cứ ấy các bạn, nó vẫn cứ gắp mồi để nó tìm con nó cho nó ăn. Đấy, đây là một trong những cái mẫu lồng mà để thứ nhất là em đánh giá là ghép chào màu các bạn. Em ghép chào màu là rất ok các bạn này, ghép đôi chào màu là ăn luôn đấy các bác. Được nhá. Ghép đôi chào màu là ok luôn này. Này, đây có một đôi chào màu rừng này các bác này. Cái này già rừng, em đang phải che kín lại các bác. Em để năm nay chắc là không được đâu, chắc là phải đến năm sau, vì đôi này vừa đôi của nó trên hội anh em bắt được chim con vẫy chim bố mẹ luôn đấy, nên em nó ghép vào trong đây, một đôi của nó luôn các bác nhá. Thì chắc chắn là năm sau may cơ hội năm sau có khi là đẻ được các bác. Đấy. Các bác nào đang ghép chào màu ấy, muốn nó đơn giản một chút, không cần phải hàn khung này. Thứ nhất bây giờ hàn khung mình phải thuê thợ hàn, nó mất chi phí về cái hàn này, chi phí ống sắt này, ống kẽm này. Đấy. Xong rồi phải mua lưới nữa, mua lưới bắn vào nữa, nó rất là nhiều chi phí. Cái này anh em chỉ cần mua cái lưới về anh em khoanh thôi. Như cái lồng này của em này là em không biết em làm có 2m7 thôi. Cái đoạn thừa là 2m7 thì ông quay lại tròn đấy. Còn mấy cái vanh sau này nó làm là 3m đấy các bác nhá. Nó làm 3m thì nó rộng thoải mái các bác. Nếu các bác nào muốn to một chút nữa thì làm to thêm một chút nữa. Cái lồng này là em làm 3m này, cái lồng bên kia mấy lồng sau làm 3m hết các bác. Em đều làm đều vanh 3m. Đây các bác. Đây các bác này. Lồng này em cũng làm 3m này. Đâu nhá. Mấy cái lồng này em làm vanh 3m hết. Đây em nhốt mấy con màu non lên. Hai con màu non, hai con khuyên, bốn con chè các bác.
nên là bỏ tạm nó vào đây. Đợt sau nó lớn năm sau á, bọn này năm sau mới ghép được, năm sau thì em ghép sau, em sẽ tách ra em ghép. Vâng, là bây giờ bố em đang thích làm những lồng AV sinh sản đấy các bạn, nên là đang thích lắm các bạn. Đây, cho bác xem cái mẫu lồng này luôn. Đây là cái lồng mà bố em bảo làm cái lồng này để cho chim khuyên, cho đôi khuyên vào đây. Nhưng mà bố em đang em mới mua đôi chè than đấy các bạn. Chè than ở video trước em mua chè than này, này. À chè lửa, xin lỗi các bạn, là đôi chè lửa. Em vừa mới về và em thả vào đây luôn. Em thả vào đây nó nhảy nhót, nó ăn uống, nó đi bắt những con sâu và những con quấn chiếu, những con bọ nhất ở dưới gốc cây các bạn này. Nó bắt nó ăn nhìn hay lắm. Mà cái bọn chè nó thích ở dưới đất hơn nữa. Ở cái môi trường nó ở dưới đất nó hợp hơn. Em một đôi các bạn nhá, một đôi chống mái. Em mua đôi chè lửa này để có ý định là năm sau mới ghép. Em đang bỏ tạm vào đây thôi. Còn cái lồng này lồng để dành cho chim khuyên này. Năm sau sẽ ghép đôi chè lửa nữa các bạn nhá. Đây, còn hai cái lồng này là hai cái mẫu lồng mà em làm cho chim cu gáy. Em để nó trên cái mặt bàn thôi các bạn. Hai cái này vành của nó khoảng tầm ấy thôi, em làm 2m8, 2m8 nó quay tròn lại. Là vừa cái mặt bàn của em để cho mặt bàn nó cao lên một chút để mình dễ tiện mình chăm sóc ăn uống cho nó các bạn. Cái này em đang ghép được một đôi cu gáy các bạn. Cu gáy em nuôi non lên nhưng mà không biết sao chưa thấy nó đẻ đái gì cả. Em tách ra đây khoảng tầm được 2 tuần rồi mà chưa thấy nó đẻ đá gì các bạn, không biết nó có phải. Em thấy một con này gãy kinh lắm, còn một con kia hai con nhìn em nhìn không biết là chống mái đó, nên mình chưa phân biệt được. Đôi này thì bố em mới làm đây các bạn. Bây giờ đang định đấy, đang bảo là ghép đôi chim cu vằn, ghép một đôi chim cu vằn trong này các bạn để ghép vào cái lồng này. Đây ạ, con đôi cu vằn đẹp lắm ạ. Cu vằn lông nó mượn, nó đẹp hơn chim cu gáy của em ạ. Đây, bạn thấy không? Quá to, quá đẹp luôn các bạn nhé. Cu vằn nó to hơn con cu gáy nhiều các bạn. Nó to như con bồ câu Pháp của mình ấy. To lắm. Đó, một đôi. Một đôi, bọn này gáy cũng kinh lắm các bạn. Đây, một đôi đây các bạn này. Em nghĩ chắc là cũng phải có chống mái đấy. Hai này khá là đẹp. Thấy không? Cửa một cổ không có lông nó vằn rất đẹp các bạn nhé. Đấy, rất đẹp đẹp các bạn. Đấy, tối nay em sẽ bắt cái đôi này em ghép vào trong cái lồng này. Còn AV của em bây giờ thành AV nuôi vịt rồi các bạn. Có mấy con vịt, mấy đứa trẻ trước nghỉ hè nó về nó chơi ở nhà ông lại cho chỗ này luôn. Nó chơi với bọn chim này tạm thời các bạn nhé, tạm thời nó to chứ là nhắm ra ngoài vườn thôi. Còn cái lồng này em đang làm lại, khi nào bắt chim dần dần ra, bắt chim bớt ra, khi nào làm lại xong thì em lại thả chim lại vào đây các bạn nhé, sẽ mua thêm chim thả vào trong này. Đây là vì tổng hợp em mở rộng mãi tít ra cái bức tường như thế, thêm 4 mét nữa, đây em làm mới 6 mét thôi, em mở rộng như là 4 mét nữa. Đây các bạn, đây, mẫu lồng AV cho các bác đây các bạn nhé. Đây là một số mẫu lồng AV sinh sản cho các bác cùng theo dõi. Thì bác nào mà đang có ý định mà ghép trào màu á, em trước tiên em mới ghép được trào màu thành công cho cái lồng này thôi. Còn những loại chim khác ví dụ như chè than, chè lửa thì em chưa thử đó. Nhưng mà em thấy anh em ghép những cái lồng nhỏ hơn nó còn được. Những cái lồng mà lồng tập lực ấy, chè than nó vẫn đẻ bình thường. Thì em nghĩ những cái lồng này mình mới ghép thì chè than nó vẫn đẻ các bác nhé. Năm sau em sẽ ghép. Các bạn năm nay là con chè than của em, cái hôm em về em ghép ấy, em về ghép đôi màu với đôi chè than thì con chè than mái nó lại chết trước không đấy một hôm, không hiểu sao. Đây con chè than trống em tách ra đây các bạn, em ơi đấy, em tách ra đây rồi, em tách ra đây để làm mồi. Thằng em nó vừa mới kiếm được một cái lồng đây rồi, ở nhà ghép một cái lồng này. Về xung quanh bây giờ nhiều chim chè than về đó các bạn, 4-5 đôi gì đấy. Một đôi làm tổ trên cây cao nhà em đây rồi, thì hôm trước nó bị gió mưa nó rơi đấy các bạn, nó rơi xuống mất hai con nó chết mất rồi, còn mỗi con như đấy thôi. Đấy. Đấy, có con mì này không biết là mì trống gì mì mái đi không, con mì này mà không biết là mì trống gì mái các bạn,
nó cứ cặp đôi với con khiếu bằng má, hai con cứ bắt chí tối ngủ với nhau. Bố em đời đời ghép con mi này với con khiếu luôn. Mi với khiếu không biết nó đẻ ra cái gì nữa. Đấy, bố em là trời luôn nó mới chất gì. Đây các bác nhá, hôm nay em quay qua cái mẫu lồng này một chút để cho các bác cùng theo dõi các bác nhá. Đấy, một số cái mẫu lồng mà em đang làm ghép sinh sản đấy các bác. Bác nào có ý kiến gì thì cứ bình luận bên dưới video rồi những câu hỏi hay những cái gì thì em sẽ trả lời các bác luôn nhá. Anh em ơi, nhắn tin rồi giao lưu trao đổi với nhau luôn. Đấy, một số mẫu lồng em làm đấy các bác. Rồi bố con tới ngồi uống trà ngắm chim buổi sáng ở đây. Đấy bác, ở quê không khí nó trong lành quá, rộng thoải mái. Này bố em đang còn mà bàn làm một cái chỗ nước, làm một chỗ cái bồn nước ở đây để nuôi ít cá cảnh đấy các bác. À bố em thích nuôi những nuôi ít cá cảnh nữa các bác. Đó. Này bố em định làm một cái bể nước ở đây để nuôi cá cảnh. Đây các bác.